Và đây là món gà nấu mướp. Thì cái phần nước lẩu mình sẽ nấu sẵn như thế này. Rồi khi mình đãi khách hoặc mình ăn cùng với gia đình á, thì mình sẽ trình bày cái phần mướp và phần mồng tơi riêng như thế này. Rồi khi mình cho lẩu nó sôi đó, cái mình chỉ cần cho mướp mồng tơi vào, mình đậy lại, nó sôi khoảng 2 phút là chín rồi. Món này rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ cùng bắt tay vào làm món này nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món gà nấu mướp. Thì với món này thì cũng có thể là gọi là một món lẩu ngọt. Chúng ta có thể là vừa ăn cơm hoặc là chúng ta ăn với bún. Có thể là dùng để làm món lẩu gà nấu mướp để đãi bạn bè. Về nguyên liệu thì rất là đơn giản luôn. Chúng ta sẽ cần là một con gà khoảng 1kg. Mướp. Mướp ở đây mình sử dụng là hai trái mướp, là mình gọt vỏ mình cân là khoảng 600g. Sử dụng cho mình là vài cây sả cây. Mình sẽ sử dụng là sả cây. Mồng tơi mình sẽ sử dụng là khoảng 600g mồng tơi. Và khoảng một muỗng canh vung tỏi băm hoặc là tỏi giả. Ở đây mình giả tỏi ra. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Bây giờ thì gà mình sẽ cắt nó ra. Mình thấy mình cắt nó sẽ đẹp hơn các bạn. Các bạn nếu như các bạn tìm được mua cây kéo loại to to như mình nè, mình cắt gà thì nó đẹp hơn. Nhằm khi mình chặt mà mình chặt không khéo á, nó sẽ gà nó bị dập nát hết, nó không có ngon, nó không có miếng đều. Cái kéo cắt nó rất là dễ. Nếu như mình cắt là mình canh đúng cái khớp của nó là cắt rất là dễ, không có khó khăn gì hết. Mình như cái phần cánh là mình cắt mình cắt riết mình quen à, mình canh ngay cái khớp của nó, mình cắt là đứt ra hả các bạn. Nè, mình cắt ngay cái khớp như thế này. Gà mình đã cắt ra xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vào trong đây. Một muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, 1/4 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình sẽ trộn lên, rồi mình ướp trong khoảng 15 phút. Mình cho vào một ít tỏi, cho một ít thôi các bạn. Trộn đều lên và ướp ít nhất là 15 phút để cho gà nó thấm gia vị vào. Trong lúc mình đợi ướp gà thì mình sẽ bắt đầu cắt mướp và sả. Sả thì mình chỉ cần cắt đôi ra được rồi. Cái nào to thì mình sẽ chẻ ra như thế này. Về cái lẩu ngày hôm nay mình nấu thì nó rất là lẹ chín các bạn. Mướp và mồng tơi đều rất là lẹ chín. Do đó là chừng nào mà mình đãi khách á, thì phần mướp và phần mồng tơi thì mình sẽ để sống nha các bạn. Rồi mình cho vào một cái nồi nhỏ mình đãi khách. Và mình vặn cho nó sôi lên, rồi bắt đầu mình sẽ thả mướp và mồng tơi vào. Rồi mình đậy nắp lại thì mình chỉ cần để 2 phút là mướp và mồng tơi nó sẽ chín rồi. Chứ mình không có nấu sẵn mướp và mồng tơi nha. Món lẩu này là vô cùng đơn giản luôn các bạn, nó không có cầu kỳ phức tạp. Gà mình đã ướp xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, rồi mình cho một ít dầu ăn vào để mình phi tỏi. Mình sẽ phi cho nó vàng lên, rồi mình cho gà vào. Tỏi đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho gà vào. Mình sẽ xào với lửa lớn cho nó săn gà lại.
mình cho những cái cọng xả vào luôn. Mình xào nãy giờ với lửa lớn cũng khoảng 3 phút đó các bạn, cho nó săn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước lọc vào. Mình đã cho vào đây là khoảng 2,8 lít nước, tức là 2.800 ml nước. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lửa lớn lên cho nó mau sôi. Khi nó sôi rồi mình sẽ bắt đầu hạ xuống lửa vừa hoặc là lửa nhỏ. Thì đối với nấu món này, nếu như các bạn sử dụng được nước dừa thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà mình pha 50% nước dừa cộng với 50% nước lọc, hoặc là tỷ lệ là 7 phần nước hoặc là 3 phần nước dừa. Vậy đó, nếu như có nước dừa thì nó sẽ ngon hơn nha. Nhưng mà mình nghĩ với cái lượng gà này thì mình nấu nước ngọt nó cũng đã đủ ngọt rồi. Mình nấu bằng nước lọc cũng không có sao đâu các bạn. Hồi nãy trong ở dưới cái đáy nồi của mình nó còn ướt á, nên nó nổ bốc bốc. Nước của mình nó bắt đầu sôi rồi. Nếu như trong quá trình nấu có bọt thì mình sẽ vớt bọt cho nó sạch. Thì thời gian hầm gà nó sẽ khác nhau. Đôi khi chúng ta sẽ mua nhầm ngay con gà tơ á, thì mình nấu thì nó nhanh chín hơn. Còn mua ngay con gà già nấu rất là lâu các bạn. Hầm nó rất là lâu nó mới mềm. Chúng ta sẽ hầm với lửa vừa khi nó sôi, và hầm đến khi nào mà gà nó đạt được cái độ mềm mà các bạn mong muốn là được. Thì để cho nước dùng trong thì mình phải hầm với lửa vừa hoặc là nhỏ riu riu. Nếu như mình thích ăn thêm cải ngọt, mình có thể sử dụng thêm cải ngọt ở trong phần lẩu của mình. Nãy giờ mình hầm gà cũng khoảng được 25 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nêm gia vị vào bước cuối cùng. Nếu như các bạn có đường phèn thì nêm cho mình đường phèn nha. Hồi nãy mình quên mình sử dụng đường cát luôn. Có đường phèn thì nó sẽ ngọt thanh hơn. Giờ mình sẽ cho một muỗng canh đường phèn. Cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê muối. Về gia vị thì mình cảm thấy như vậy đã vừa ăn rồi các bạn. Mỗi gia đình thì sẽ có mỗi cách nêm khác nhau, thì các bạn điều chỉnh. Bây giờ mình sẽ nấu tiếp tục khoảng 7 phút nữa để cho cái gà này nó mềm nữa nha. Rồi coi như là xong cái phần nước của mình. Sau 7 phút thì gà của mình đã được rồi. Coi như là xong rồi đó các bạn. Do mình ăn ở nhà nên mình sẽ cho cái phần mướp và mồng tơi vào luôn nha các bạn. Rồi mình chan vào bún. Mình cho phần nửa thôi cũng được. Rồi mình đợi cho nó sôi. Rồi mình bắt lửa lớn một chút xíu rồi mình đợi cho nó sôi. Nó sôi lại khoảng 1-2 phút là nó đã chín cái phần mướp và mồng tơi rồi các bạn. Sau khoảng 2 đến 3 phút thì cái phần mướp và mồng tơi của mình đã chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra tô thôi. Mình cho một ít bún vào tô. Về nước chấm thì mình sẽ sử dụng là nước mắm, rồi mình cho một ít ớt vào. Nếu như các bạn thích mùi thơm của tiêu thì có thể cho thêm một ít tiêu vào nha. Món này rất là đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ thử phần nước súp trước nha các bạn.
phần nước súp mình rất là vừa, ngọt thanh ngon lắm các bạn. Nó cảm giác rất là thanh tao. Nó ít dầu mỡ nữa các bạn, cái món ăn này. Mình sẽ chấm một ít nước mắm. Ở nhà mình ăn thì rất là gọn các bạn. Mình nấu sẵn như vậy rồi mình cho vào tô. Chứ mình không có ăn giống như trong tiệm á, mình bật bếp ga rồi mình ăn từng chén. Mình ăn vậy nó sẽ gọn hơn. Mình muốn ra tô thì nó trình bày có thể là không được đẹp mắt lắm. Các bạn thông cảm nha. Mình chúc các bạn sẽ làm thành công với món gà nấu sả này hoặc là gà nấu mướp này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.